Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vựa ôn lý bài tập toán lớp 2. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 169, luyện tập trung tiếp theo. Bài số 1, tính nhẩm. 2 ta nhân 4 là bằng là 8. 8 ta chia cho 2 là bằng là 4. 3 ta nhân 4 là bằng 12. 12 ta chia cho 3 là bằng là 4. 4 x 4 là 16. 16 ta chia cho 4 là bằng là 4. 5 ta nhân 4 là bằng 20. 20 ta chia cho 5 là bằng là 4. Bài này chúng ta thấy này, những cái bài này nó cũng giống như bài này. Chúng ta thấy này, đây là 2 đúng không? 2 ta chia 2 là còn 1, như vậy còn 4. 3 thì chia 3 còn 1, như vậy còn 4 này. 4 là chia cho 4 còn 1 còn 4 này. 5 là chia 5 như vậy còn là 1. 1 nó nhân cho 4 bằng 4. À, cái này cũng vậy, 3 thì chia 3 là bằng 1, như vậy còn là 6 này. Đó. Còn không thì chúng ta sẽ lấy cái này, ta lấy 3 đây nhân cho 6 18, 18 là chia 3. 18 là chia 3. Thì nó cũng là bằng 6. À. Chúng ta làm cho nó đầy đủ các bước ha. 4 ta nhân cho 8 là bằng 32. 32 ta chia 4 thì bằng là 8. 5 x 9 là bằng 45. 45 mà ta chia 5 là bằng là 9. 2 ta nhân 10 là bằng 20. 20 ta chia cho 2 là bằng là 10. Bài tiếp theo là bài số 2. Viết số đích thời của trống. 3 ta nhân 4 là bằng 12. 12 ta chia 2 là bằng 6. 6 x 4 là bằng 20, 14, 24 ta chia cho 3 là bằng là 8. 4 x 6 là 20, 24, 24 ta chia 4 là bằng là 6. 5 x 8 là bằng 40, 40 ta chia 5 là bằng 8. 5 x 4 là bằng 20, 20 ta chia cho 2 là bằng 10. 4 x 9 là bằng 36. 36 thì chia 4 là bằng là 9. Bài số 3, tìm x. Đây là dấu nhân. Dấu nhân thì đây là cái thừa số chưa biết, đây là thừa số đã biết và đây là cái tích. Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích. Ta chia cho thừa số đã biết. X bằng 8. Đây là cái thừa số đã biết, đây là thừa số chưa biết và đây là cái tích. Muốn tìm cái thừa số chưa biết, ta lấy tích. Ta chia thừa số đã biết 8. Đây cái này cũng tương tự vậy, muốn tìm thừa số chưa biết. 27 ta chia 3 x bằng là 9. Này cũng y chang như những bài tranh. Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích. Ta chia từ số đã biết x bằng là 8. Muốn tìm từ số chưa biết, ta lấy tích. Ta chia ra từ số đã biết x bằng 7. Muốn tìm từ số chưa biết, ta lấy tích. Ta chia từ số đã biết x bằng 4. Đây là cái này là dấu chia nha. Dấu chia thì đây là số bị chia, đây là số chia và đây là thương. Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương, ta nhân với lại số chia, x bằng 24. Cái này cũng vậy, muốn tìm số bị chia, ta lấy thương, ta nhân với lại số chia, x bằng là 40. Cái này cũng vậy, muốn tìm số bị chia, ta lấy thương, ta nhân với lại là số chia, x bằng 30, 12. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi về kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy thì cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn cái đường link blog, trong blog thầy giải rất nhiều các đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.